Hello các bạn, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ nha. Mấy ngày nay chỗ của mình mưa suốt luôn anh em, không đi đâu được, cũng không làm gì được luôn mọi người, chỉ ở nhà chăm cá thôi. Đấy, rồi hồi sáng này, hồi trưa này thấy mấy cái hồ cá dơ quá chịu hết nổi rồi mới là đi hút cặn thay nước cho mấy cái hồ cá. Nói chung thì thường thường á mấy ngày mưa mình sẽ không có thay nước cho cá đâu, thường thường mình lựa thời tiết cũng ngon ngon mình mới thay cho cá. Nhưng mà nay hồ dơ quá rồi cho nên là mình quyết định là mình làm luôn đó, chứ để mà cái hồ dơ quá mà gặp thời tiết kém kiểu này nữa thì xác định ha, khó chịu lắm, dễ bị xảy ra rủi ro lắm đó, cho nên là làm luôn mọi người. Bây giờ thì mình đi kiểm tra lại mấy hồ cá chút xíu rồi coi có hồ nào gặp vấn đề gì không để mình xử lý luôn ha. Chỗ của mọi người sao rồi? Mình nghĩ chắc cũng có nhiều bạn giống mình gặp trường hợp là mưa suốt đúng không, không làm ăn được gì hết trơn á, cá đâu cũng không sung, ăn cũng ít lắm đó. Mấy ngày nay là khẩu phần ăn của cá của mình là cũng bóp lại nhiều lắm nha, bóp nhiều. Atomia thì cho ăn thoải mái chứ cám là mình bóp lại đó. Trùng thì đặt cũng 3-4 ngày mới có, mà có được chút thì để dành cho mấy bầy cá nhỏ ăn, chứ cá lớn nhiều khi có nhiều bầy là mình không có cho ăn trùng luôn. Mưa này cũng hạn chế cho cá ăn trùng nữa anh em đó, nhưng mà trùng khan thiệt, đặt 3-4 ngày mới có, mà mình dặn 2 ký mà cuối cùng có được có 1 ký. Phải nói mà mình mối á nha, mình lấy thường á mà không có trùng đó, mấy bài cá beta treo mỏ luôn mọi người. Mấy bài cá beta của mình đó là cho ăn cám là trùng quyết luôn, trùng quyết đông lạnh á. Bài full red này thấy màu mè ngon không anh em? Đó, có cá bột là mọi người, ít chứ không nhiều. Bài này đẻ mình đâu có hay, cá đẻ mình không hay, nhưng mà mình thấy số lượng ít quá cho nên mình cũng không có vớt ra để nuôi trong đây luôn. Đấy, cũng rất là trông chờ ở cái lứa cá sau nha. Các bạn thấy cái dàn đuôi dàn quay không? Đó, thấy không? Đó, thấy không? Cá giống nha, cá mái hơi lép, thiếu trùng hả mọi người, đủ trùng vô, đủ đồ ăn vô là cá mái no lên thôi. Đó, là mấy cái hồ này là mình cũng hút cặn, mình chăm nước rồi là hết cá tung tăng nè. Hồ này là mình mới vô thả cái bài này xuống nè, chủ yếu trùng là để cho mấy bài cá nhỏ ăn, mấy bài cá lớn không có, mấy bài cá lớn nhịn, mấy bài cá lớn cho ăn cá mặt tôm mía thôi. Hồ kính rồi là làm đủ hết. Bài này cũng beta red lay luôn nha mọi người. Đó, dàn hộp kính này mình cũng làm luôn nè, các bạn thấy dàn hộp kính đó. Hồi trưa 9-10 giờ mình đi thay nước mà mình nói thật là động xương mọi người. 10 giờ hơn, đúng rồi 10 giờ hơn, mà cái mặt hồ động xương, mà hồ động xương dữ lắm luôn, nước lạnh ngắt đó. Nước lạnh kiểu đó rồi cá ăn cũng đâu có nhiều đâu anh em, mà cho cá ăn cám nhiều ha, mà không có ốc táo hoặc là không có cá lau kính gì dọn bớt á, là mình xác định luôn á, nước mau hư cực kỳ đó. Hả, nước mau hư thì bắt buộc mình phải thay nước thường, đọc chiêu cái chỗ đó mọi người. À, đây nè, rồng xanh. Mấy bầy ở cái giai đoạn này nè, mình cho ăn trùng cá sẽ mập, sẽ ngon lắm mọi người, thiệt luôn. Ở cái giai đoạn này là cá bào trùng dữ lắm, cái giai đoạn cá tầm 20 mấy ngày tuổi trở đi đó, bào trùng cực kỳ luôn. Các bạn có trùng chỉ các bạn cho ăn là cá mau lớn phà phà luôn đó. Bởi vậy mấy cái trùng chỉ là mình đa số mình ưu tiên cho mấy bầy ở cái giai đoạn này nhiều, còn giai đoạn sau 1 tháng, giai đoạn 2 tháng trở đi thì bóp trùng lại cũng được rồi, bóp trùng lại từ từ là cũng được rồi anh em. Đây này, cá giống nè, beta lurat. Đó, cá mái bầu còn quá chừng đây nè, 2-3 chấu chắc bữa hai bữa nữa là có lụm cá bột tiếp rồi anh em. Ý, wow, đã anh em, lụm thay nước cá đẻ luôn mọi người, một bầy đông nghẹt. Wow, ngon lành ha, phần thưởng của sự siêng năng ngày hôm nay nè anh em, siêng thay nước cho mấy cái hồ cá được thưởng một bầy cá bột. Đó, mời tao lô tao đâu, thăm mấy bài này nữa coi coi có không. Mời tao lô tao, bài này cũng được 2 lứa rồi anh em, để 2 lứa rồi
Không, không có nha. Cái này AB Yellow Tiger King Cobra. Bài cá bột trôi nổi từ hôm bữa tới nay. Hôm bữa đông lắm mà sao hôm nay còn có mấy cháu. Vậy là bị con gì ăn rồi đó mọi người. Hôm bữa đông không thấy xác mà. Là White Tiger nè mọi người. Cá mái này bụng cũng căng nè. Ba cá trống dưới một cá mái. Rồi có không? Không nha. À, Pluto Bass nè nè. Pluto Bass tai bờ bướm. Tai bơi này to nha anh em. Tai bơi này to. Thì cá ở giai đoạn nhỏ tai bơi chưa được dài đâu. Nhưng mà cá ở giai đoạn trưởng thành thì tai bơi sẽ phát triển dài ra thêm. Mình đó thì mình nuôi cá mình hay cho ăn trùng dữ lắm. Cho nên là giai đoạn mà tầm khoảng 1 tháng tới 1 tháng rưỡi tuổi á, cái bộ cá của mình cái tai bơi nhìn có cụt ngủn nè, mắc cười lắm. Mặc dù cũng thấy tai bơi bướm đó nhưng mà vẫn còn cục, không có được lả lướt dữ. Tại vì cái bụng phình ra dữ quá đó, cái mình thấy cái tai bơi ngắn. Đó. Bạn thấy cái form tai bơi bự chứ không nhỏ. Cái bản tai bơi bự chứ không nhỏ. Cũng đang chờ cá bột. Okay. Bộ này là phim dày. Đó. Không biết kỳ này cái bộ này là có đẻ ra swallow rồi không, không biết. Tại vì cá bố mẹ là swallow. Nhưng mà cá bầy đó lớn lên nó thì chỉ có một cháu ra được một tia thôi. Nhưng mà được cái phim dày. À, bụng cũng căng. Ba cặp bụng căng hết rồi mọi người. Chà. Kỳ này là AB Meta Bluegrass nuôi cá bột mệt xỉu nha. Nhiều lắm mọi người. Này là White Tiger. Nhức cái nách chưa? Già qua dân thân thì White Tiger, AB White Tiger đều đẹp hết. Nè mọi người. Là cái giai đoạn này nè. Mình nói là nói cái giai đoạn này các bạn sẽ thấy cái dàn tai bơi của cái bộ này sẽ hơi ngắn. Đó, chưa được dài như mình mong muốn đâu nhưng mà nuôi thêm sẽ dài thêm. Cái này kêu là bị lớn nhanh quá tai bơi dài ra không kịp. Đây nè mọi người. Tại sao mình nói lớn nhanh là cách đây vài ngày mình mới cập nhật bài này với các bạn là nhỏ nhỏ xíu đúng không? Nhưng mà hôm nay mình lại mình thăm là các bạn đã thấy khác biệt hẳn rồi không? Đó. Cỡ này các bạn dập trùng vô nữa thì mau lắm nha anh em. Mau theo kiểu của ri bông tai bơi bướm thôi chứ không thể nào mà mau theo kiểu mà không phải mau theo kiểu thường được nha. Với lại mắt đen mắt đỏ tốc độ lớn cũng khác nhau nữa nha các bạn. Nè, cá bố mẹ của bầy tô bạch. Cái mấy cái cọng swallow quá. Mình nuôi qua lâu dài quá rồi cái nấm ăn cục đưa hết trơn. Chứ ban đầu hồi mới vừa bắt mấy ẻm về, mấy ẻm như tiên nữ. Nay nhìn mấy ẻm tiên nữ cũng là tiên nữ nhưng mà tiên nữ già. Tai bơi rồi te tua tơi tả. Cái bé này cái tai bơi sao có cái đốm trắng đây, để khám kỹ coi có bị nấm gì không. Thôi để lát cho tí xíu muối cho chắc. Thấy có bộ là nấm rồi. Mới thay nước hồi sáng. Châm đêm nước. Hút cặn thì hút cũng không hết nên là nè. Còn cặn quá chừng. Nè. Bữa bạn nào khen cái bộ coi si thu bột đâu. Cưng không? Nay chọn vô à. Này nếu mà được sọt cái nữa thì thôi rồi. Nói thiệt chứ nhìn vô chỉ có nước nựng thôi. Chắc mình làm thêm bộ sọt nữa quá anh em. Thiệt. Cá này mà mình tưởng tượng nếu mà ngắn lại chút nữa. Rút ngắn cái cơ thể này lại một phần nữa đi. Rồi nhìn hơi bị cưng luôn á. Đó, cũng đang thúc trùng nè mọi người. Dòng này là dục của gì à? Blue Tiger Galaxy gì đó, cái tên dài lắm. Hôm bữa mình mua cá mà mình đâu có nhớ nổi cái tên đâu các bạn. Cá mái đẻ xong si ca teo mình thả ra đây mình dưỡng luôn nè. Đó. Cũng có cá bầu lại rồi.
Đây, nhắc tới cá beta. Đây nè anh em. Cũng chuẩn bị cho cá ăn chèo rồi. Unu. Nhẹ nhẹ thì ngày một cử, còn bữa nào mà đẹp đẹp ở đây ngày được hai cử nha mọi người, ăn á cá ăn ngày được cử hai cử vậy đó, bình quân là ngày hai cử. À, cái dòng này là cái gì à, coi Red Gold Galaxy nha. Đó các bạn nhìn cái màu sẽ trắng 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 trắng, không đâu có được xanh đâu. Thường thường coi Red Galaxy á, cá bột sẽ xanh, cá bột sẽ xanh xanh lè luôn á. Yellow Galaxy cũng vậy, Yellow Koi Galaxy cũng vậy. Đây, Yellow Koi Galaxy đây, nay lột mà mọi người. Lột nhiều quá, ngon không? Đã chưa? Đó. Quá mấy bữa ngày nay lúc nào cái chân mình cũng ướt á, cho nên nước ăn chân ngứa quá nè anh em. Đó. Rồi, bye bye, chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn lại các bạn vào tối ngày mai. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ nha.